Bộ này đẹp mẹ. Ừ, đẹp. Dạ, vợ chồng con xong rồi ạ, cả nhà mình đi thôi. Cô ăn mặc cái kiểu gì đấy? Ăn diện son son phấn phấn. Mặc thế này để quyến rũ ai à? Sao con khắt khe với em như thế? Lựa lời mà nói thôi. Chị, vợ em đẹp thì em càng nở mày nở mặt, chứ có quyến rũ ai đâu ạ? Lại con bênh. Đợi đến lúc nó cắm cho em vài ba cái sừng trên đầu rồi mà trắng mắt ra. Còn cô, mau đi thay bộ quần áo khác đi. Nếu không thì ở nhà, không đi đâu hết. Dạ, con mời mẹ, em mời chị ăn cơm ạ. Rồi, cứ làm như một mình cô biết mang thai ấy. Đã có người nấu hầu hạ cho rồi, lại còn làm minh làm mẩy. Chị, vợ em bầu bí, nghe mấy cái đồ hải sản này. Chị biết thừa như thế rồi mà vẫn nấu. Mẹ dạo này sức khỏe không tốt, cần được bồi bổ. Còn vợ em nhá, ăn được thì ăn, không ăn được thì mặc xác cô ta. Kìa con, sao con nặng lời như thế? Trước đây con vẫn yêu thương em dâu lắm cơ mà, sao bây giờ con lại thế này? Cô ta không tốt như mẹ nghĩ đâu, mà cảm thấy không chịu đựng được ấy, thì hai vợ chồng cuốn xéo ra ngoài mà ở riêng, nơi này không chứa. Chị quá đáng lắm rồi đấy. Được, vợ chồng em sẽ dọn ra ngoài ở riêng. Em không thể để vợ em chịu ở mức như vậy được. Được, đủ lông đủ cánh rồi thì bay đi. Nhưng mà nên nhớ, đã bước chân ra khỏi cái nhà này rồi, đừng bao giờ quay lại. Đi em. Ơ, các con. Mẹ cứ kệ chúng nó. Em cứ xuống trước đi. Chị còn phải kiểm tra xem vợ của em sẽ mang cái thứ gì đi chứ. Chị xuống trước đi. Chị yên tâm, em bước vào cái nhà này với thứ gì thì em sẽ ra đi với thứ đó. Em cầm lấy. Trong đây là 5 tỷ, đủ để vợ chồng em mua một căn nhà tử tế. Có nhà rồi thì mới đón được mẹ lên để chăm sóc chứ. Mẹ ơi, ở dưới quê mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Con sẽ sắp xếp thời gian về thăm mẹ thường xuyên. Dạo này thời tiết thay đổi, bệnh cột sống của mẹ lại tái phát. Giờ cứ nằm đâu lại nằm đấy, chả đi lại được. Con sẽ cố gắng để mẹ lên đây ở cùng con. Mẹ cố lên mẹ nhá. Con muốn xin mẹ cho con và anh ra ở riêng ạ. Đang ở tốt thế này làm sao phải chuyển đi. Mẹ là mẹ không đồng ý thế đâu. Anh nghĩ mẹ nói cũng đúng đấy. Mình còn trẻ, mình còn phải lo sự nghiệp nữa. Em bỏ cái suy nghĩ này đi. Em cảm ơn chị ạ. Em đã trách nhầm chị rồi. Là phụ nữ với nhau chị rất hiểu. Chị yêu thương mẹ chị như thế nào thì em cũng yêu thương mẹ em như thế. Nhưng mà số tiền này quá lớn, em không dám nhận đâu chị ạ. Em yên tâm, cứ coi như là chị cho em vay. Bao giờ có thì trả chị. Nhớ chăm sóc mẹ tốt vào nhá. Vì đôi khi cả cuộc đời của mẹ em chỉ thu bé lại bằng một mình em thôi. Em cảm ơn chị ạ. Thôi đi, không cường nó lại chờ. Vâng ạ. Mẹ làm cái gì vậy? Con dâu hỗn láo. Chị là cái thá gì mà chị dàn anh tôi? Sao cô lại ăn nói mất dạy với mẹ chồng như vậy? Đừng có tưởng tôi mới về làm dâu cái nhà này mà bắt nạt. Tôi không phải là ô xin của nhà cô đâu. Không ai bắt cô làm ô xin. Nhà này ai cũng như ai cả thôi. Còn muốn làm công chúa tiểu thư ấy, thì cút về nhà cô mở. Mẹ ơi, lấy hộ con cốc nước. Nhanh lên nhá. Đây. Ôi chết. Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ xin lỗi, mẹ nhỡ tay. Để mẹ lấy cốc khác cho con nhá. Già lập cập, chả nhớ được cái việc gì. Thì con dâu hỗn láo. Chị là cái thá gì mà chị dàn anh tôi? Tại sao không dám? Sao cô lại ăn nói mất dạy với mẹ chồng như vậy? Chị cứ đợi đấy, chồng tôi về sẽ xử lý chị sau. Thôi, mẹ để cho con lau cho. Thôi, mẹ làm được con ạ. Mà sao mẹ cứ để cho cái Phương bắt nạt thế? Giặt đồ, dọn dẹp, nấu cơm, mẹ cứ ôm hết vào người như thế à? Thì em nó vừa mới về làm dâu, còn chưa quen việc, rồi dần dần em nó sẽ quen thôi con ạ. Thôi, mẹ lên nghỉ ngơi đi, để con nấu cơm cho.
hôi thối quá đi mất. Quần áo ngày thay chục bộ mà không muốn giặt ý thì tự mình mà ngửi đi. Mẹ bảo mẹ giặt hộ tôi rồi, mà chị rảnh như vậy ý, thì giặt hộ tôi luôn đi. Trong cái nhà này không có chuyện mẹ chồng thì làm quần quật, còn con dâu thì ngồi chơi đâu nhá. Đừng có tưởng tôi mới về làm dâu cái nhà này mà bắt nạt. Tôi không phải là ô xin của nhà cô đâu. Không ai bắt cô làm ô xin. Nhà này ai cũng như ai cả thôi. Còn muốn làm công chúa tiểu thư ý, thì cút về nhà cô mở. Tôi không thích đấy. Chị làm gì tôi nào? Con ơi, con đừng làm như thế. Con bỏ qua cho em đi. Không bỏ qua được mẹ. Hôm nay con sẽ dạy cho nó biết trên biết dưới. Tôi là lá ngọc cành vàng, chị là cái thá gì mà dám dạy đời tôi. Cô tưởng cô giàu sang lắm à? Được. Alo chú Minh ạ. Hủy cuộc hẹn ngày mai đi. Cháu không thể hợp tác làm ăn với công ty chú được. Tại sao vậy Vân? Con gái chú mà chú còn không dạy dỗ được thì cháu không tin vào đạo đức kinh doanh của chú. Chào chú. Bố của cô đã phải sắp lịch cả tháng để xin gặp tôi ký hợp đồng đấy. Mẹ, chị Vân, em xin lỗi ạ. Em sẽ giặt quần áo luôn đấy ạ. Mà chị đừng hủy hợp đồng chị nhá. Mẹ thấy không, em con nó không dạy được vợ thì để con dạy cho. Hôm nay là kỷ niệm 1 năm ngày cưới, anh có món quà muốn tặng cho em. Tên. Ôi đẹp quá, cảm ơn anh. Để anh đeo cho em nhé. Đưa con xem nào. Con này. Ai chết cha, đẹp thế nhở. Em thấy á, em hợp với cái nhẫn này hơn ấy. Anh Tuấn, anh tặng cho em luôn đi. Anh làm cái gì vậy? Trả lại anh, nhanh lên. Em không trả đấy. Này nhá, đừng có mà nói anh yêu vợ anh quá rồi. Sao anh không coi em gái của anh ra cái gì nữa nhá. Còn chị nữa, chắc là không ai thèm rước nên mới vồ vập lấy anh trai tôi không buông chứ gì. Cái gì vậy? Chị được tặng bao nhiêu quà giá trị như thế này á thì người được lời nhất, và chị chứ còn ai nữa. Chị thế nào, chồng chị là người hiểu rõ nhất. Không đến lượt em nhận xét. Mày xem lại mày đi. Có bằng một phần của chị dâu không? Vợ anh thì xinh đẹp giỏi giang, còn mày thì trả lại anh cái nhẫn đi lên. Chị được lắm. Từ cái ngày chị bước chân vào cái nhà này, chị cướp anh trai tôi chưa đủ, bây giờ chị còn định mưu mô vơ vét hết tài sản của cái nhà này đúng không? Cái này thì chị nghĩ thời gian sẽ trả lời tất cả. Em đừng vội vàng phán xét như thế. Chị cứ đợi đấy. Tôi sẽ không để cho chị sống yên ổn một giây phút nào khi chị còn ở trong cái nhà này đâu. Ôi con này. Kệ nó đi em. Anh Tuấn, có tin động trời. Gì? Anh biết đây là ai không? Giời. Bố vợ anh chưa ai? Em thấy ông ấy ở trên TV. Hình như ông ấy là diễn viên đúng không? Phải, bố vợ anh là diễn viên. Mà này, trước diễn nhiều phim hay lắm đấy. Có khi nào ấy, chị Vân thuê ông ấy giả làm bố, xong rồi lừa để vơ vét hết tài sản của mình. Anh ý, yêu đương mù quáng vừa phải thôi. Không cẩn thận bị chị ấy. Ý em là chị thao túng tâm lý của chồng chị á. Tâm này, em 5 lần 7 lượt bày trò để chia rẽ vợ chồng chị. Rảnh quá thì làm việc nhà đi. Em vào em xem cái phòng của em đi, có khác gì ổ chuột không? Đúng đấy, mày xem lại mày đi. Trộm, anh ơi, đừng có trộm. Trộm đâu? Không phải trộm, là em mà. Hả? Đêm hôm em vào phòng anh chị làm gì đấy? Mày bày trò gì thế không? Không phải bày trò gì. Thực ra là tại em thấy chị Vân xinh đẹp, giỏi giang, được anh yêu chiều nữa. Em tò mò không biết là có bí quyết gì nên là... Sao em không bảo chị mà cứ phải lén lút như thế? Trước giờ em luôn đối xử tệ với chị. Em sợ chị không giúp em, thế nên... Ngốc ạ. Mình là người một nhà mà. Mà ăn làm gì cho phí của ra? Nếu đặt hoàn cảnh là bố mẹ cô có đối xử như thế này không? Tôi nhìn chị lâu lắm rồi đấy nhá. Tôi sẽ không ký đâu. Bây giờ ai mới là người phải cút khỏi đây? Chị, sao chị đến mà không bảo em trước? Chị có việc đi ngang qua, tiện mua ít hoa quả cho mẹ. Thằng Quang ở nhà không em? Anh Quang đi công tác một tuần ạ. Ở nhà chỉ có em với mẹ thôi. Chị vào chơi đi ạ. Mẹ à? Con. Sao nhìn mẹ phờ phạc thế? Mẹ đau ở đâu ạ? Thời tiết thay đổi, mẹ đau hết cả người.
Nhưng mà... À, mẹ ơi, còn bát tỏi ở bên trong bếp, con lấy cho mẹ ăn nhá. Có Lan chăm sóc mẹ thì con cũng yên tâm rồi mẹ ạ. Chị ở lại ăn cơm mẹ con em luôn. Thôi, chị đi luôn đây. Con mua ít hoa quả mẹ cô ăn uống vào nhá. Con vội đi thế, ở lại chơi với mẹ đã. Con còn có việc ở công ty mẹ ạ. Mấy hôm nữa con lại qua chơi. Con đi mẹ nhá. Chị đi ạ. Bà có muốn ăn à? Nhưng mà mẹ đói con à. Chồng tôi tốn bao nhiêu tiền để cho bà khám chữa bệnh, nhưng bà có khỏi đâu. Bà ăn làm gì cho phí của ra. Để đấy, tôi ăn. Con không cho mẹ ăn. Cho mẹ lên giường nằm nghỉ. Chứ mẹ đau lưng quá rồi con à. Bà tự dựa lưng vào ghế mà ngủ. Tôi không phải ô xin. Lan, sao cô lại đối xử với mẹ tôi như thế? Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Con. Mẹ tôi mang nặng đẻ đau, cho thằng con ăn học để nó lấy được người vợ như cô à? Tôi nhớ ngày trước hai vợ chồng cô nịnh nọt chăm sóc mẹ lắm, để mẹ sang tên ngôi nhà này. Bây giờ là chủ nhà rồi, cô lại trở mặt à? Nếu đặt hoàn cảnh là bố mẹ cô có đối xử như thế này không? Em xin lỗi chị. Thằng Quang đúng là có mắt như mù. Lấy vợ hiền không lấy, thì lấy phải yêu tinh. Này, tôi nhìn chị lâu lắm rồi đấy nhá. Nhà này là nhà của tôi, không phải thích nói gì thì nói đâu. Cẩn thận, không tôi đuổi cả hai mẹ con khỏi nhà đấy. Cô Thôi con ơi, mẹ chưa ký đâu. Mẹ nói cái gì cơ? Chỉ mới có vợ chồng cô ký thôi. Tôi còn phải để xem thái độ của cô sống với tôi như thế nào. Tôi sẽ không ký đâu. Tôi nói cho cô biết thế. Cô nghe thấy gì chưa? Bây giờ ai mới là người phải cút khỏi đây? Đợi thằng Quang nó ly hôn xong, mẹ hãng sang tên cho em mẹ. Còn không mau cút đi. Mẹ, con không ngờ mẹ lại phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Thôi, không sao đâu con. Mẹ có thằng Quang với con là mẹ biết mẹ không khổ mà. Cũng tại con chủ quan. Con tin tưởng cô ta quá, cứ nghĩ là cô ta hiền lành chăm sóc mẹ tốt. Ai ngờ cô ta lại đê tiện như vậy. Từ bây giờ con sẽ không để mẹ phải chịu nhiều uất ức nữa đâu ạ. Mẹ à, cuộc đời con có thể có nhiều thứ, nhưng mẹ thì chỉ có một thôi. Con,